Một căn nhà phố Aqua City 117m2, giá chỉ 6,78 tỷ, giá đã có 10% VT. Chỉ một căn duy nhất, giá rẻ vô địch nhất thị trường hiện nay. Đến với Aqua City, chắc hẳn có rất nhiều khách hàng đã biết về dự án này, cũng như là biết rất rõ rồi. Tuy nhiên cũng có những khách hàng lần đầu tiên quan tâm, cho nên cũng khá là thiếu thông tin. Thì quý vị nào mà cần thêm thông tin thì quý vị có thể liên hệ Văn Học trên số hotline 0909 331 999. Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị đầy đủ thông tin. Còn bây giờ thì Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến với hình ảnh những cái thông tin liên quan cái dự án Aqua City cũng như cái sản phẩm chuyển nhượng này, đặc biệt là cái sản phẩm mà Văn Học muốn giới thiệu quý vị ở video này. Nhìn qua tổng quan thì đây chính là 1.000 hecta của dự án Aqua City với các cái trục đường chính như là đường Hương Lộ 2 với lộ giới 60m kết nối đến cao tốc cũng như là đi về thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là đường Nam Cao. Đường Nam Cao thì kết nối ra quốc lộ 51 đi sân bay cũng rất là tiện. Cũng như các cái trục đường chính, trục đường 45m cũng như trục đường 33m. Đây là những cái trục đường xuyên tâm của dự án. Và phân khu của Văn Học giới thiệu với quý vị nó sẽ nằm ở phân khu Repark 2. Và chắc hẳn cũng có rất nhiều khách hàng sẽ thắc mắc ở đây thì sẽ di chuyển về các cái khu quảng trường này thì sẽ là bao xa. Với khoảng cách thực tế là khoảng 2 cây số, là quý vị có thể di chuyển thuận lợi về khu quảng trường này thông qua đường 45m nha quý vị. Còn bây giờ Văn Học sẽ đưa quý vị đi vào cái phân khu Repark 2 này. Phân khu Repark 2 này nó có một cái vị trí cực kỳ đẹp. Quý vị có thể nhìn qua nó giống một cái hình cánh quạt nha quý vị, với ba mặt giáp sông và kết nối với hai cái trục đường chính mà trục đường lớn luôn, đó chính là đường Nam Cao lộ giới 60m và cái trục đường 45m chính là trục xuyên tâm. Và vị trí đẹp thì chắc hẳn không thể kể đến là cái sản phẩm đẹp rồi. Sản phẩm Văn Học giới thiệu quý vị nó sẽ nằm ở cụm này nha quý vị. Một căn nhà phố 6x19,5. Từ đây thì quý vị có thể di chuyển thuận lợi ra sông, quý vị có thể rẽ ngang rẽ dọc gì cũng ra sông như quý vị, rất là thuận tiện. Và với cái vị trí này quý vị còn thuận tiện hơn nữa, kết nối ra các cái cụm tiện ích trung tâm của phân khu này. Đầu tiên chính là cái cụm trường học liên cấp. Nơi đây sẽ giúp khách hàng, con cái của khách hàng có thể học hành cũng như di chuyển một cách rất là thuận lợi, chỉ bước qua đường thôi. Gần đây nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái khu, đó là khu công viên nội khu. Tại đây chúng ta sẽ có các cái khu vực vui chơi ngoài trời, bao gồm những sân bóng rổ, sân tennis và cái khu vực clubhouse, hồ bơi nằm tại đây. Và đặc biệt đó là cái cụm tiện ích đây, trung tâm phức hợp thể thao giải trí đa năng Arena với sức chứa 11.000 người. Nơi đây sẽ tổ chức các sự kiện trong nhà rất là hoành tráng và rực rỡ. Kế bên cái khu phức hợp này sẽ là một cái khách sạn, chính là khách sạn Novotel. Khách sạn này mục đích để đáp ứng cái cuộc lưu trú dành cho mọi người khi đến với cái khu trung tâm này, lưu trú ở tại đây. Và để quý vị hiểu hơn, chi tiết hơn thì Văn Học sẽ đưa quý vị đi vào xem cái mẫu nhà thực tế của cái sản phẩm tại đây nha quý vị. Đây chính là một cái căn nhà với diện tích là 6x19,5. Diện tích đất của nó là 117m2. Tổng diện tích sàn sử dụng là 224. Tại đây được thiết kế một trệt 2 lầu. Với tầng trệt thì bao gồm khu vực để xe, phòng khách, phòng ăn, bếp với khu vực giặt giũ, toilet. Tiếp theo đến với khu vực tầng 2 thì sẽ bao gồm 2 phòng ngủ, 2 toilet và một cái khu vực sinh hoạt chung. Lên tới tầng 3 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ, một cái phòng đa năng, một phòng thờ. Đối với phòng đa năng này thì chúng ta có thể sử dụng làm những cái bar mini ấy, quý vị, để chúng ta có thể thư giãn ở trong nhà rất là thoải mái. Còn nếu mà quý vị muốn ngoài trời thì đây sẽ có một cái khu vực ngoài trời cho chúng ta, rất là thoáng nha quý vị. Đây là một cái căn nhà được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với những cái mái vòm hình cong, mái ngói đỏ tươi, sẽ tạo một cái điểm nhấn cho quý vị khi sở hữu những ngôi nhà này. Và không để quý vị chờ lâu nữa, Văn Học sẽ đưa quý vị đi vào xem hình ảnh thực tế của phân khu Repark 2 hiện nay đã xây như thế nào rồi, và cái vị trí căn của nó trên thực tế đã có gì rồi. Mời quý vị cùng theo Văn Học nhé. Đây chính là cái hình ảnh của phân khu Repark 2, một hình ảnh mà Văn Học đang có một cái hướng nhìn từ khu du lịch Sơn Tiên đó quý vị. Đây là một cái khu du lịch với quy mô là lớn nhất Đông Nam Á, đang nhìn qua cái dự án của chúng ta. Hiện nay các cái vị trí sản phẩm mà ở bên sông thì chưa có làm, đó chính là những căn biệt thự. Tuy nhiên cái khu vực mà bờ kè của dự án, bờ kè bên sông thì hiện nay đã làm rất là nhiều rồi, và chắc hẳn nó sẽ tạo ra một cái khu cảnh quan
rất là đẹp. Sau này để quý vị về đây sinh sống với những cái đường dạo bộ ven sông trong lành, mát mẻ cũng như rất tốt cho sức khỏe. Nhìn qua thì quý vị có thể thấy những cái hình ảnh của mái ngói đỏ tươi hiện nay đã được hiện lên rồi. Và rất nhiều cái sản phẩm tại đây thì khách hàng cũng đã ký đồng mua bán rồi nha quý vị. Còn đây là hình ảnh của cái cụm tiện ích. Thì tiện ích từ đây như Văn Học đã chia sẻ với quý vị hồi nãy đó, sẽ có những cái khu vực tiện ích như là hồ bơi, khu công viên, lớp học. Thì cái vị trí đây chính là khu vực này. Kế bên các cái khu tiện ích, lớp học, công viên này thì chúng ta sẽ đến với các cái cụm trường học liên cấp. Tại đây trường học liên cấp chúng ta sẽ có từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ngoài ra các cái cụm tiện ích quan trọng mà không thể thiếu đó chính là khách sạn Novotel cũng như là khu phức hợp Arena. Bạn đứng từ cái đây dự án này, chúng ta có thể nhìn về cái khu quảng trường. Thì khu quảng trường là nằm ở phía xa nha quý vị. Như Văn Học đã chia sẻ khoảng 2 cây số thôi là chúng ta có thể di chuyển tới đây. Với một cái đường 45m thì thực sự rất là nhanh để quý vị thể di chuyển tới. Và vị trí mà căn Văn Học giới thiệu quý vị nó sẽ nằm ở khu vực này. Chính là một cái căn nhà phố 117m2. Giá cực kỳ tốt quý vị ạ, chỉ có 6,78 tỷ thôi. Giá này bao gồm 10% VAT. Đố quý vị có thể tìm được một căn nào ở Aqua City mà quý vị có thể mua được một cái mức giá rẻ như vậy nha quý vị. Quý vị mua sản phẩm này là bao lời luôn. Và bây giờ Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến với cái lịch thanh toán chi tiết của cái căn nhà phố 117m2 này nha quý vị. Cái giá bán hiện nay đó là 6 tỷ 780 triệu. Giá này đã có 10% VAT. Thì cái giá gốc của căn này đó là 6 tỷ 380 triệu. Hiện nay khách hàng đã thanh toán cho chủ đầu tư là 48%, tương đương với khoảng 3 tỷ mốt. Tính ra cái phần chênh lệch nó là 400 triệu. Nếu mà quý vị mua căn này thì quý vị sẽ vô tiền là 3 tỷ 462 triệu. Phần còn lại là khoảng 3 tỷ 3 thì quý vị sẽ thanh toán tiếp theo cho chủ đầu tư. Với cái 3 tỷ 3 này quý vị sẽ thanh toán làm 5 đợt. Đó, từ tháng 10 cho đến tháng 5 2023, thời điểm nhận nhà thì quý vị sẽ thanh toán được 95%, còn 5% là để quý vị nhận sổ. Thì khi quý vị mua căn này á, đầu tiên quý vị sẽ đặt cọc vào 500 triệu. Tiếp theo là trong vòng khoảng 15 đến 20 ngày sau thì quý vị sẽ thanh toán tiếp, đó là 2 tỷ 962 triệu. Đây là một cái sản phẩm chuyển nhượng, cho nên là cái lịch thanh toán hiện nay của họ thì chúng ta sẽ mua và thanh toán tiếp theo cái lịch thanh toán đó. Cũng như là quý vị mua với cái sản phẩm này, quý vị sẽ ra văn phòng công chứng nha quý vị. Nên quý vị yên tâm về pháp lý. Và Văn Học chia sẻ với quý vị, đây là một cái sản phẩm rất là đẹp cũng như giá rất là tốt. Nên quý vị nào quan tâm yêu thích thì hãy sở hữu sớm nha quý vị. Tiềm năng tăng giá của Aqua City còn rất là lớn. Và cái giá này thực sự đánh giá rất là bèo nha quý vị. Quý vị không mua thì vài năm nữa thì quý vị sẽ tiếc. Nếu quý vị nào quan tâm yêu thích thì hãy liên hệ ngay Văn Học theo số line 0909 331 999. Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị những cái sản phẩm cũng như cái thông tin rất là hữu ích. Văn Học cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Phần cuối video còn rất nhiều video khác hữu ích, quý vị có thể tham khảo thêm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.